Sáng nay ngày 12 tháng 6, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm động viên và tặng quà cán bộ kỹ sư, công nhân đang thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua các huyện Hà Trung và Hoàng hóa. Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thăm hỏi và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 tại xã Hà Hải huyện Hà Trung và xã Hoàng Xuân huyện Hoàng hóa, động viên các lực lượng tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc, tổ chức tốt công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại thuận tiện, bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động. Lãnh đạo hội cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương có đường dây 500 kV đi qua, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ hội viên nhận thức rõ về tầm quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công. Tổ chức lao động công ích đảm nhiệm những phần việc có thể, góp phần tạo khí thế mới, phong trào hăng say lao động góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn đúng kế hoạch.